Anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. 2 tháng hơn rồi không gặp anh em ha. Hôm nay thì mình lên cho anh em thêm một con tướng mới nữa. Và sắp tới có lẽ mình sẽ lên thêm nhiều video hơn nữa cũng nên. Có bác lần thứ N rồi, mong anh em vẫn ủng hộ. À, và còn một cái nữa là account của mình nó cũng đã trở lại rồi. Tướng mới mà mình muốn giới thiệu đến hôm nay là Thế Linh Sai Giòn. Trước thì chúng ta có Luni búp cả đam lần phép, xong chúng ta có thêm Mano búp đam. Thì hôm nay chúng ta đã có Thế Linh búp phép cho anh em luôn cho nó cân bằng. Bé này thuộc đội đi sao luôn ha. Giờ thì anh em newbie tăng thêm tỷ lệ có team chick trong team thêm vài phần trăm rồi. Skill mồi lửa nội tài, tập trung tinh thần trong 6 giây, chuyển 90% lực phép thành chỉ số cơ bản cho nhân vật được liên kết, kèm thêm 25% sát thương skill của người được liên kết. Giống với Mano thì em này cũng chỉ liên kết được một mục tiêu. Lên level 4, nạp 40 mana khi sử dụng kỹ năng lần đầu trong một vòng cho người chơi được liên kết. Level 8, kỹ năng kèm thêm 80% tốc độ tấn công cho người được liên kết. Tức nghĩa là về phần năng lực thức tỉnh tiếng vang, khi vào trận lập tức nạp 100% mana cho Thế Linh và 35 mana mỗi giây cho người được liên kết nếu nhân vật đó có mana từ 60 độ lên. Kiểu là nhân vật được liên kết mà nó dưới 60 mana 59 chẳng hạn thì coi như năng lực thức tỉnh này mang đi cho đẹp chứ nó không có hoạt động ha. Cổ vật, nếu mà anh em còn dư slot á thì có thể mang thêm gậy phép thuật cổ đại. Cây gậy này là cổ vật mới được ra mắt gần đây, nó sẽ giúp cho anh em tăng thêm 80% sát thương kỹ năng cộng với 25% sát thương kỹ năng của Thế Linh nữa, là chúng ta sẽ được gấp đôi sát thương cho cái con nhân vật mà anh em muốn bóp rồi. Đem kẹp có thể cho là hợp lý á. Em này anh em có thể đem theo để kẹp những con gây sát thương phép, con nào cũng được, không cần thiết phải là trên 60 mana cũng được luôn. Nó sẽ không tối ưu hết sức mạnh của Thế Linh nhưng mà về phần đam thì vẫn búp đam mạnh như bình thường nha. Anh em không cần phải quá bận tâm lắm về cái con được búp đâu. Kiểu như Rain hay Trung A chẳng hạn, nó chạm một cái là đầy thanh mana rồi thì cần gì đến cái búp hồi mana nữa. Nên anh em cứ đem đi thoải mái sử dụng để búp những con mana thấp. Nên vậy ha, anh em cứ thoải mái sử dụng để búp cho những con mana thấp cho nó tăng thêm sát thương. Ok, giờ nói gì nữa ta? Nếu mà anh em có thắc mắc gì cứ comment xuống bên dưới, mình sẽ rep hết tất cả những comment của anh em ha. Giờ mình siêng hơn xưa rồi, chắc chắn luôn. Đại nào chưa hiểu hay gì gì đó thì anh em có thể hỏi luôn. Có câu hỏi hay vấn đề khác thì cũng có thể hỏi nốt. Cho mình xin một like và sub. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo. Bye.